Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 5 giờ 30 sáng của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nghi phạm phân xác Á Khôi hai lần quay lại hiện trường phi tang thi thể. Nhân chứng kể vụ thanh niên nghi ngáo đá tấn công loạn xạ ở chợ Bàn Cờ. Ngập lụt chưa rút, miền Trung tiếp tục mưa rất to. Người đàn ông cầm chai vỡ tấn công trọng thương hai công an. Mỹ, Israel và Ai Cập đạt thỏa thuận ngừng bắn 5 giờ ở Gaza. Ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Liên quan đến vụ án một cô gái ở Hà Nội bị sát hại rồi phân xác được phát hiện trên sông Hồng. Chiều 16 tháng 10 tại hội nghị thông tin báo cáo kết quả điều tra ban đầu vụ án, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ gây án không chỉ giết người mà còn phân xác của nạn nhân phi tang, che giấu truy vết của cơ quan điều tra. Theo lời khai của nghi phạm Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ngày 10 tháng 10, hắn hẹn nạn nhân đến nhà. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N xảy ra mâu thuẫn nên Khanh lấy hung khí tấn công nạn nhân. Sau đó nghi phạm cho nạn nhân vào bên trong thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại rồi mang xuống sông Hồng để phi tang. Đến chiều 12 tháng 10, do lo sợ thi thể nạn nhân bị phát hiện, Khanh mua xi măng mang đến khu vực giấu thi thể nạn nhân với mục đích phủ xi măng lên phía trên. Tuy nhiên do khu vực đông người qua lại nên Khanh mang xi măng về nhà. Đến rạng sáng 13 tháng 10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu nạn nhân và đổ xi măng phủ lên phía trên nhằm che giấu hành vi phạm tội. Ngày 16 tháng 10, Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra vụ nam thanh niên biểu hiện bất thường tấn công nhiều người trên địa bàn. Cụ thể khoảng 9 giờ cùng ngày, một nam thanh niên khỏa thân, tay lăm lăm hung khí với biểu hiện bất thường như ngáo đá đi dọc đường Nguyễn Thiện Thuật. Bà Lê Thị Bé, năm 2 tuổi, đẩy xe hàng dọc đường Nguyễn Thiện Thuật kể lại, anh ta tấp vào đường trước một xe hàng. Người phụ nữ bán nước tưởng là đứng xin nên tính cho một chai. Khi nhìn ra thì thấy người này tay lăm lăm hung khí nên bỏ chạy. Bà Bé chưa cho biết người này khoảng tầm 30 tuổi, ngoại hình cao lớn, cử chỉ nhanh nhẹn. Người phụ nữ cho biết cháu trai của bà bị nam thanh niên này tấn công trọng thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hiện chưa rõ thương tích. Nhiều người dân chứng kiến cũng tránh xa, không dám dừng chân đứng xem để tránh vạ lây. Một số người dân khác cho hay một bảo vệ chừng 60 tuổi ở tiệm nha khoa trên đường Nguyễn Thiện Thuật cũng bị nam thanh niên trên tấn công. Ngày 16 tháng 10, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Cô Khắc Chọn, 21 tuổi, tạm trú thành phố Bà Rịa để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối ngày 12 tháng 10, đối tượng Chọn ngồi sau xe máy anh Ca, tên viết tắt, 35 tuổi, khi đi đến khu vực ngã tư đường Hùng Vương, Nguyễn Văn Trỗi, thì gặp chốt kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Bà Rịa đang làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch, lực lượng cảnh sát giao thông đã dừng xe để đo nồng độ cồn người điều khiển xe máy là anh Ca. Do xác định anh Ca vi phạm quy định về nồng độ cồn nên cảnh sát giao thông yêu cầu anh Ca chờ để lập biên bản vi phạm hành chính. Thời điểm này, ô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông đang nổ máy bật đèn chớp để báo hiệu chốt kiểm tra vào ban đêm theo quy định. Trong lúc chờ, Chọn bất ngờ nhảy lên chiếc mô tô chuyên dụng của cảnh sát giao thông, bỏ chạy về xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ. Các đơn vị sau đó đã huy động lực lượng truy đuổi Chọn. Khi về đến xã Tân Hải, Chọn dừng xe và phá đèn tín hiệu sau xe, đồng thời bẻ cong biển số xe. Khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 13 tháng 10, lực lượng công an đã bắt giữ Chọn. Qua lời khai của Chọn, công an đã thu giữ xe mô tô chuyên dụng. Sau nhiều ngày nghị án, chiều 16 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án cựu trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ PC08 Công an tỉnh An Giang cùng các thuộc cấp lợi dụng chức vụ quyền hạn cấp sai hàng ngàn biển số xe. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Quận, Nguyễn Hữu Ân, cựu phó đội trưởng đội đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, 1 năm 9 tháng tù. Các bị cáo Bùi Quốc Khánh, cựu đội trưởng đăng ký quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, phòng PC08, 18 tháng tù treo. Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em, cựu cán bộ phòng PC08, cùng 15 tháng tù treo cùng về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì đã can thiệp vào hệ thống phần mềm cấp biển số xe ngẫu nhiên để tư lợi cá nhân.
Qua xét xử, căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai các bị cáo tại tòa, kết quả tranh tụng, hội đồng xét xử xác định từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 6 năm 2021, Quận với vai trò trưởng phòng PC08 đã chỉ đạo và giao tài khoản quyền lãnh đạo cho Ân và Khánh để thao tác cấp biển số theo ý muốn. Được sự giúp sức của Hoàng Em và Linh, Ân Khánh lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đã can thiệp sai quy định vào phần mềm đăng ký, quản lý xe ô tô để thực hiện việc chọn cấp biển số xe ô tô theo ý muốn của bản thân, người quen. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ngày 16 tháng 10, một vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 13,5 đến 14,5 độ Vĩ Bắc, 111,5 đến 112,5 độ Kinh Đông. Dự báo, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Từ ngày 16 tháng 10 đến ngày 18 tháng 10, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, từ 150 đến 300mm, có nơi trên 450mm. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, nước tại các khu vực ngập lụt ở các tỉnh miền Trung vẫn đang rút chậm. Trong 2 ngày tới, áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua 16 tháng 10, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang lập hồ sơ lấy lời khai vụ người đàn ông cầm chai thủy tinh vỡ tấn công 2 công an và một bảo vệ dân phố bị thương. Vụ việc xảy ra tại căn nhà tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Hai người liên quan đã bị công an tạm giữ để điều tra. Theo người dân, nghi phạm tấn công là người đàn ông chừng 60 tuổi. Một bảo vệ dân phố có mặt tìm cách khống chế người này cũng bị tấn công, nhốt trong căn nhà. Riêng hai công an bị thương khá nặng được đưa đi cấp cứu sau đó. Nhiều người dân tại khu vực hô hoán tìm cách cứu người bảo vệ dân phố và báo cơ quan chức năng. Công an sau đó có mặt khống chế nghi phạm cùng con trai về trụ sở để điều tra. Vào khoảng 11 giờ trưa ngày 16 tháng 10 tại đoạn đầu dốc Súc thuộc thôn Phú Long, xã An Mỹ, Tuy An, tỉnh Phú Yên xảy ra một vụ tai nạn xe ô tô tải. Thời điểm trên, một xe tải do anh T, tên viết tắt, 30 tuổi điều khiển chạy trên đường DT643. Khi đến đoạn qua xã An Mỹ thì mất lái, loạn chọn. Lúc này tài xế đánh lái, tông vào vách núi, xe lộn nhào trước khi dừng lại. Hậu quả tài xế bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu, xe tải lật bị hư hỏng nặng. Sau tai nạn, đá trên xe tải rơi xuống đường gây cản trở giao thông, lực lượng chức năng phải điều xe chuyên dụng đến thu dọn. Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ngày 16 tháng 10 cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Ngọc, 63 tuổi, trú quận Hải Châu để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huỳnh Ngọc từng là cán bộ thuộc Cục Cảng vụ Hàng không miền Trung, nghỉ hưu theo chế độ vào tháng 2 năm 2020. Trong quá trình công tác, mặc dù không được phân công tham gia công tác tuyển dụng của đơn vị Cảng vụ Hàng không miền Trung, nhưng Ngọc nhiều lần đưa ra thông tin gian dối và khẳng định mình có thể chạy việc làm cho những người có nhu cầu và làm trong các vị trí, bộ phận của Cảng vụ Hàng không miền Trung cũng như một số đơn vị trong sân bay Đà Nẵng. Bằng thủ đoạn này, tính đến thời điểm bị bắt, Huỳnh Ngọc đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 5 bị hại. Ngày 16 tháng 10, theo Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tỉnh Ninh Thuận có mưa vừa mưa to, vài nơi mưa rất to, có nơi lượng mưa rất to từ 100 đến 200 mm. Mưa lớn đã làm tỉnh lộ 707 sạt lở 8 điểm, đất đá tràn ra đường và 2 điểm sụt lún xói lở hàm ếch dài 5m, rộng 7m và sâu 4m trên mặt đường, đoạn thuộc địa bàn xã Phước Hòa, huyện Bắc Ái khiến giao thông bị gián đoạn. Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đang tiếp tục theo dõi, hạn chế người dân qua lại khu vực vì đá còn tiếp tục rơi. Ngoài ra, mưa lớn kéo dài cũng làm 20 hộ dân trên địa bàn thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn phải di dời vì nước tràn vào nhà. Những thông tin quốc tế nổi bật được cập nhật đến 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay sẽ được gửi tới quý vị ở phần tiếp theo của chương trình. Theo hãng tin Reuters, hai nguồn tin an ninh của Ai Cập ngày 16 tháng 10 cho biết, Mỹ, Israel và Ai Cập đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở phía nam Gaza bắt đầu từ 6 giờ theo giờ địa phương, tức 13 giờ ngày 16 tháng 10 theo giờ Việt Nam, cùng với việc mở lại cửa khẩu Rafah. Theo kênh A Arabia TV, lệnh ngừng bắn kéo dài 5 giờ đã được áp dụng ở các khu vực phía nam dải Gaza. Mục tiêu là có thể cung cấp viện trợ nhân đạo cho vùng đất này và cho phép công dân nước ngoài rời khỏi Gaza. A Arabia chỉ ra rằng có ít nhất 100 xe tải chở hàng viện trợ tại cửa khẩu Rafah ở biên giới giữa Gaza và Ai Cập cho thiết lập hành lang nhân đạo. Kênh truyền hình này cho biết thêm, quân đội Israel vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công vào dải Gaza. Hạ nghị sĩ Catherine Clark
nhân vật quyền lực số 2 của đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ nói với hãng tin Reuters rằng Hạ viện sẽ họp và bỏ phiếu để chọn lãnh đạo mới vào trưa 17 tháng 10. Theo đó, hai ứng cử viên chạy đua vào chức Chủ tịch Hạ viện là Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan và lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ viện Kahim Jeffrey. Ông Jordan được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng viên Chủ tịch Hạ viện vào ngày 13 tháng 10 sau khi lãnh đạo phe Cộng hòa Hạ viện Steve Scalise rút tư cách ứng viên. Ông Jeff Fries được đảng Dân Chủ chọn làm ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện vào tối 10 tháng 10 với việc đảng Cộng hòa giữ thế đa số mong manh, 221 ghế tại Hạ viện. Hiện chưa rõ liệu ông Jordan có giành được sự ủng hộ đa số 217 trên 433 phiếu bầu để trở thành Chủ tịch Hạ viện hay không, theo tờ The Hill. Trang Sky News mới đây đăng tải video quay cảnh nhật thực vòng tròn lửa di chuyển ngang Bắc Mỹ vào ngày 14 tháng 10. Hiện tượng trên xảy ra khi mặt trăng nằm giữa trái đất và mặt trời, nhưng mặt trăng không che hoàn toàn mặt trời và tạo thành hình vòng tròn lửa. Tại Mỹ, người dân ở các bang Oregon, Utah, New Mexico, Texas, California, Arizona và Colorado có thể quan sát hiện tượng này. Tại bang New Mexico, người dân có thể quan sát toàn bộ quá trình nhật thực xảy ra. Cơ quan hàng không và không gian Mỹ NASA đã phát trực tiếp quá trình nhật thực vòng tròn lửa xảy ra. Cơ quan này cũng cảnh báo những người theo dõi nhật thực không nên xem sự kiện này nếu không có biện pháp bảo vệ thích hợp. Theo báo cáo của công ty phân tích dữ liệu quốc phòng Global Data, với ngân sách quốc phòng 8,8 tỷ USD năm 2023, Indonesia hiện là nước có mức chi tiêu quân sự cao thứ hai ở Đông Nam Á sau Singapore. Mức chi này dự báo đạt 9,7 tỷ USD vào năm 2028 nhằm thực hiện các kế hoạch hiện đại hóa lực lượng quốc phòng. Trong giai đoạn 2024-2028, tổng chi tiêu quốc phòng của Indonesia sẽ chạm mức 46,6 tỷ USD, trong đó ngân sách mua sắm là 13,3 tỷ USD. Chi tiêu mua sắm quốc phòng dự kiến sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 1,5% trong giai đoạn 2024-2028 và đạt 2,7 tỷ USD vào năm 2028. Theo chuyên gia phân tích hàng không vũ trụ và quốc phòng tại Global Data, ngân sách quốc phòng của Indonesia chủ yếu tăng do nhu cầu giảm thiểu thiên tai và thực hiện các sáng kiến hiện đại hóa quân sự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 5 giờ 30 sáng. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!